Là trong cái sự tu tập này á, một cái pháp quan trọng, một cái pháp quan trọng mà mình khéo tác ý và duy trì thì cái sự tu tập của mình á, nó sẽ không có đi đến một cái sự là sa sút, bất mãn, chán nản. Đó là sao? Đó là mình phải biết nhận diện cảm thọ, cảm giác toàn thân á. Và khi hướng vào trong cái cảm giác toàn thân đó, thì mình phải khéo có một sự tác ý cho mình sanh khỏi cái hỷ lạc. Thì có thể là trong cái bước đầu đó, là chú tu tập, là chú tập vào trong cái cảm giác hỷ thọ và lạc thọ. Chú có tập được cái này chưa ạ? Chú tập được hả? Dạ. Và bất cứ khi nào nhìn vào trong cái cảm giác toàn thân á, chú có thể tự mình tác ý và khởi được cái hỷ thọ không nhỉ? Dạ, thì như vậy là tốt rồi. Đó là cái chỗ mình gọi là nương tựa cho mình trong cái sự tu học này. Và khi mà mình có thể tự mình tác ý tu tập hướng vào trong tự thân mình, và chỉ cần mình nhìn vào trong cảm giác toàn thân, mình khởi được liền cái lạc thọ nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là một cái thọ là hỷ lạc sôi nổi dao động, không phải như vậy. Mà chỉ cần khi mình hướng nội bên trong, trong mình nó khởi lên một cái hỷ lạc nhẹ nhẹ vui vui là được rồi. Và khi đó mình về mình trú trong nội, thì bất cứ những khi nào mà mình có những cái thọ gọi là thối đọa, suy giảm, bất mãn trong cái sự tu học này, thì khi đó mình nhìn ra những cái thọ đó xong rồi, là sau đó mình quan sát, mình thấy cái thọ đó, mình nói là ta thấy người rồi, ta không theo nữa, ta về trong cái hiện lạc của ta. Và khi đó chú về được trong cái hiện lạc, thì như vậy là chú đã có được một cái chân đứng mà gọi là nhẹ nhàng trong cái sự tu học này. Và bất cứ cái gì đó nó xảy ra cũng như vậy. Sau khi chú tắt ý, chú nhận diện xong rồi, chú về lại trong cái hiện lạc. Khi mà chú về được trong cái hiện lạc đó, nó được gọi là hiện tại lạc trú. Và với những người trong cái sự tu tập mà đã khéo tắt ý và khéo có thể quay về trong cái hiện lạc bất cứ lúc nào, thì cái vị đó là đã có được một cái sự an lạc trong cái sự tu tập này. Và cái sự tu tập này nó không còn có cái sự mà gọi là gò bó. Mình thấy gò bó, mình thấy mệt mỏi, mình thấy khó khăn quá thì không có nữa. Tại vì khi mỗi khi chú quay về, chú tắt ý, chú về được trong cái thọ an lạc dễ chịu trong người của mình, là khi đó là chú đã ở trong cái hiện tại lạc đúng rồi. Và khi về được như vậy là những cái pháp xung quanh bên ngoài chú xa lìa. Chú xa lìa cái lòng mệt mỏi, chán nản, chú xa lìa những cái bực bực khó chịu trong người, chú xa lìa những cái dục nhẹ nhẹ trong người. Xa lìa được như vậy mà về được trong cái hỷ lạc như vậy, là chú đã có một cái gọi là một cái bước đi ban đầu là an lạc nhẹ nhàng trong cái sự tu tập này rồi. Ví dụ như mình đang ngồi thiền đi, trong mình nó sanh khởi một cái dục khó chịu, là mình thấy mình hơi bức xúc, hơi khó chịu trong cái việc ngồi thiền của mình, mình thấy mình muốn xả thiền, hay là mình trông ngóng có thời gian gì đó, thì ngay trong cái chỗ đó mình quán, mình thấy nó xong rồi, thì dục thấy ngươi rồi, ta không theo ngươi, vậy ta vui, ta dễ chịu. Thì khi mà chú tác ý được như vậy và chú về được như vậy, là chú đã có một cái gọi là một cái sự nhẹ nhàng trong cái sự tu tập của mình, đôi phần nhẹ nhàng. Thí dụ như mình đang làm một cái công việc gì đó, hoặc là mình đang đi mà mình thấy mình đi với lại một cảm giác không thoải mái, hoặc mình đang làm một công việc gì đó mà mình thấy mình đang làm với một cái cảm giác không thoải mái, thì mình lại quan sát mình để tại sao mình lại làm, mình lại đi với một cái cảm giác không thoải mái.
Tại sao mình không có cái sự an lạc ở trong hiện tại? Thì đây là gì? Những cái sân khí, những cái bức xúc khí đó là gì? Nó thuộc về cái dục lậu của tự thân của mình. Là mình nói là ta đã nhìn thấy ngươi rồi, là ta không có đi theo ngươi nữa, ta sẽ quay về trong cái cảm giác hiện tại trong tự thân này. Thì khi đó chú quay về là chú từ bỏ những cái cảm giác dục lậu dao động đó của mình. Đó là cái lý do mà mình tập trong cái vấn đề thọ và không thọ, thọ nhận và không thọ nhận. Dạ rồi, thì như vậy là chú và đại chúng của mình tiếp tục trong cái sự tu tập nhận diện của quẩn, và tiếp tục trong cái sự là tinh cần tinh tận trong cái sự tu học này. Và bất cứ những cái cảm giác mà mình thấy quể quải, lười biếng, chán chán, chẳng hạn như mấy chú phía bên ngoài, chú Dũng hay chú Chính Ngộ đến chùa mình ở một thời gian, mình cũng thấy nó hơi chán chán, hơi bất mãn vậy đó. Thì mình cũng quá như vậy. Nói chung là tất cả mọi cảm thọ trong mình sanh khởi, mình quán, mình nhìn, mình phải tập nhận diện, phải nhìn ra được nó trước. Rồi mình nói là ta thấy rồi, ta đang có một cái cảm thọ chán chán, nhàm nhàm, bất mãn, không vui. Nhưng mà ta nhìn thấy các ngươi rồi, ta không đi theo các ngươi nữa. Này thọ tâm sanh khởi hỷ lạc cho ta. À, mình tác ý như vậy, cái mình về trong cái hỷ lạc, mình không có chạy theo cái cảm thọ mà nó chán nản, nó uể oải, nó bất mãn, nó nhàm chán trong cảnh chùa. Thế mà mình tu tập á, mà mình có thể quán chiếu như vậy và thể nhập được pháp như vậy là mình đỡ thoải mái à, không có vấn đề gì hết. Tại vì bên ngoài, đại chúng phía bên ngoài hay là người vật phía ngoài thì cũng là ngoại cảnh thôi. Nhưng như đó là mình có được sanh khởi những cái thiện pháp trong đó thì mình quan niệm mình tiếp nhận. Nhưng nếu như trong đó mình thấy mình sanh khởi những cái bất thiện pháp trong đó thì mình sẽ không theo nó mà sẽ từ bỏ. Cho nên dù mình ở trong cái đại chúng của mình, có người bày, có người khác, có người làm vừa lòng mình, có người không làm vừa lòng mình, có người làm mình vui, có người làm mình không vui, thì tất cả những cái điều đó mình luôn phải có một cái sự chánh niệm tỉnh giác, quán sát là tự thân của mình. Và mình biết là mình đang tu tập cái con đường này. Và cái con đường này là cái con đường gì? Mình phải là cái chỗ nương tựa cho chính mình. Và cái chỗ nương tựa cho chính mình chính là gì? Cái chỗ là mình phải nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được thân họ tâm pháp trong mình như thế nào. Và trong ngay trong cái tự thân này, mình sẽ đứng bằng cái đôi chân của mình. Mình đứng bằng cái sự quán chiếu những sắc thọ tưởng hình thức trong mình đang như thế nào. Pháp thiện mình cho tăng trưởng mới triển, pháp bất thiện mình sẽ nhiếp phục nó ngay trong cái tự thân này. Mình không để mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái ngoại cảnh phía bên ngoài. Vì tất cả những gì mình đang học được ở trong cái ngoại cảnh này, một sự học hiểu chân chánh sẽ đưa đến cho mình một cái sự vững vàng trong tự thân mình để đứng trên cái đôi chân của mình. Cho nên á, là mình đi đến chùa, mình đi đến đại chúng, mình tu tập. Những cái gì tốt đẹp, mình tu tập. Những cái gì không tốt đẹp, mình nhận diện cho rõ và mình không để mình dính mắc ở trong đó. Và cái quan trọng là mình xác định được đại chúng của Linh Quy Pháp Ấn là nơi đang tu tập theo cái chánh pháp này. Mình đến đây để mình được tu tập theo một cái đại chúng đang tu tập chân chánh trong cái con đường này. Nhưng mình phải hiểu rằng tuy là đại chúng này đang tu tập theo con đường này, nhưng tất cả các vị đều là những vị mới tu tập, mới thực hành. Cho nên trong tâm tánh, trong tập khí thì có người bè người khác. Mình phải khéo quan hệ, chấp nhận và có một cái lòng từ mẫn, một cái sự thông cảm tất cả các vị trong đại chúng. Mình phải thực hành như vậy. Mà bản thân mình là mình phải luôn nhìn nhận lại mình, phải luôn quán sát mình,
mình không cho phép mình, không cho phép mình được bực bội sân hận đối với bất kỳ ai, không cho phép mình được điều đó. Khi mình còn bực bội sân hận với bất kỳ ai thì mình biết là sao, tâm từ của mình đối với người đó chưa có rộng mở, trí tuệ của mình đối với người đó chưa có khai mở. Vì vậy mà mình đã bực bội, mình đã sân hận. Và trong cái một bài kinh đó, ví dụ cái cưa đó, thì Đức Phật nói đó, rằng là dù là có kẻ hạ liệt lấy cái cưa hai lưỡi cưa từng cái phần thân cơ thể của mình ra, nếu ở đây ai sanh lòng sân hận phẫn nộ, người ấy đã không làm đúng lời ta dạy. Nếu ở đây có kẻ đạo tặc hạ liệt lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần thân của mình ra, và ở đây ai sanh lòng sân hận phẫn nộ, người ấy đã không làm đúng lời ta chỉ dạy. Thì như vậy á, cái bài học trong cái câu kinh đó là gì? Là không vì bất cứ một lý do gì mình được phép sân hận, không vì bất cứ một lý do gì mình có thể sân hận. Mình phải luôn quan sát trong tâm mình là như vậy, luôn quan sát như vậy. Và khi mình quan sát như vậy đó, thì cái lòng sân ở trong mình mỗi khi nó sanh khởi á, nó không được mình a dua ở trong đó, nó không được mình dung túng ở trong đó, nó không được mình nuôi dưỡng ở trong đó. Mà hãy bất cứ như nào mình sân lên là mình đã sai. Mình luôn luôn nhớ, hãy bất cứ khi nào mình sân là mình đã sai rồi. Dù cái sự việc đó là mình nói ở cái này tôi sân đúng chứ không phải tôi sân sai nha, việc đó thật sự là người kia sai, tôi đúng, thành ra tôi có quyền sân. Mỗi một khi mình nói cái câu là tôi có quyền sân là mình đã sai. Đối với một người tu thì không bao giờ được phép sân hận, và không có một cái sân nào có thể được chấp nhận, công nhận và được nuôi dưỡng trong lòng. Không bất cứ một cái sân nào được phép chấp nhận và nuôi dưỡng trong lòng. Hễ sân lên là mình đã sai, luôn luôn nhớ như vậy. Dù chuyện đó mình đúng người ta sai, đúng sai như thế nào, hãy biết rõ ràng. Nếu như là thấy sai nhưng mà mình khởi cái sân lên là mình đã sai. Ở đây cái đầu tiên hết là trong cái câu chuyện nó đúng sai như thế nào, một người tu là luôn quay về quan sát tự thân của mình, luôn quay về quan sát tự thân của mình. Ở nhận diện là trong cái thấy, trong cái nghe đó, thọ thở rồi nghe, thọ này khó chịu nghe, mà tưởng khởi nghe, hình ảnh vấn đề đã khởi lên nghe. Ý hành là đang phân tích là cái này đáng lẽ ra phải vậy, phải khác, mà đáng lẽ ra phải cư xử như vậy, phải cư xử khác. Hành nó đang phân tích đúng sai, thấy rồi. Tại sao khi mình nhìn thấy rồi, đúng rồi, thấy đúng thấy sai vậy rồi, để được cái gì? Được cái gì? Được cái gì? Sau khi là ngươi cho là ngươi đúng như vậy, được cái gì? Được một sự là gì? Nuôi dưỡng lòng sân, nuôi dưỡng sự hân thua, nuôi dưỡng sự chấp trước, nuôi dưỡng một cái bản ngã, nuôi dưỡng một cái mình giỏi hơn người. Mà thật sự chưa chắc cái điều đó nhìn như vậy nó đã là như vậy. Mình cho cái này đúng cái kia sai nhưng mà chưa chắc nó đã là như vậy. Nhiều khi với cái vô minh của mình, với cái si mê của mình, với cái ngu muội trong đầu óc của mình, cái sai mình cho là đúng, cái đúng mình cho là sai. Sự kiện vấn đề đó mình bóp méo nó bằng một cái tâm vô minh ở trong mình, thành ra cái đúng sai trong nội tâm của mình, tất cả những cái điều đó phải buông xuống hết. Mà mỗi mỗi á, phải quay lại nhìn mình trước. Mà hãy thấy mình á, có khó chịu cái chỗ này, bực bội cái chỗ kia,
không quan hệ cái chỗ nọ, tất cả đều phải nhìn vào trong tự thân của mình, tất cả đều phải nhìn vào trong tự thân của mình, và không cho phép mình, không cho phép mình được buồn phiền sân hận đối với phía bên ngoài, chỉ cho phép mình được buồn phiền sân hận đối với lại cái lòng sân ở trong mình. Cho nên á, khi mình ở trong đại chúng, mà không phải chỉ ở trong đại chúng, bất cứ môi trường nào cũng như vậy, tiếp xúc bên ngoài cũng vậy, tiếp xúc gia đình cũng như vậy, đi lên chùa cũng như vậy, ở trong chùa cũng như vậy, ở đâu cũng vậy, mình luôn phải quan sát lại tự thân của mình, luôn phải nhìn vào thọ tưởng hình thức trong mình là đang như thế nào. Khi thấy, khi nghe cái gì cũng như vậy, lập tức tập đôi mắt nhìn xuống và quay về những gì thọ tưởng hình thức trong mình đang như thế nào. Và khi mình nhìn thấy cái gì đó trong mình hài lòng hay không hài lòng, là mình quay về, mình phải tắt ý, phải tắt ý cho đến khi mình bước sạch cái thọ hài lòng không hài lòng, cái tưởng cái hành hài lòng không hài lòng, phải tắt ý cho đến khi mình bước sạch cái điều đó ra. Nên hạn chế nói, hạn chế góp ý. Ở trong đại chúng mà hở hở cái gì cũng nói, hở hở cái gì cũng góp ý, dễ sanh phiền khác lắm. Thành ra đó, ở trong đại chúng nên hạn chế nói, hạn chế góp ý, mà luôn quay lại nhận diện tự thân của mình. Tại sao mình không hài lòng? Tại sao mình không hài lòng người này ở điểm này, người kia ở điểm kia? Tại sao vậy? Mình phải quan sát kỹ mình đã làm cho người ta hài lòng chưa? Cung cách của mình, cách hành xử của mình đã làm cho người khác hài lòng chưa? Và mình nghĩ mình không hài lòng người này người kia, thành ra luôn phải quay lại nhận diện tự thân của mình, quan sát tự thân của mình, tập chấp nhận xung quanh mình, tập chấp nhận xung quanh mình. Được nói, được góp ý đó chứ không phải là không, nhưng mà phải hạn chế, phải hạn chế. Không phải cái gì không hài lòng là cứ nói ra, không hài lòng là cứ nói ra, thì sống như vậy trong đại chúng sẽ gây rất là nhiều khó khăn ở trong đại chúng. Và cái sự tập không hài lòng mà tách ý, tự thân mình phải xả được cái cảm giác không hài lòng đó. Tự thân mình phải xả được cái sự không hài lòng. Và mình nghĩ nếu người ta có quá đáng hơn điều đó chăng nữa, mình cũng vui vẻ chấp nhận. Tại vì sao? Đây là cái sự tu tập của mình. Mình phải tập cái tâm của mình, nó phải mềm dẻo trước, nó phải nhu nhí trước, nó phải nhẹ nhàng trước, nó phải dễ thương trước, nó phải bao dung trước. Chứ không phải mình bắt người ta phải chiều theo mình, phải hành xử vậy, phải hành xử khác. Mình không bắt người ta phải hành xử kiểu này, hành xử kiểu kia, hành xử kiểu nọ đó với mình, mà mình phải tập. Mình sẽ mềm dẻo trước, tâm mình sẽ nhu nhiếp, nhẹ nhàng, dễ thương, rộng lượng, cởi mở, bao dung với mọi người. Thành ra cái chính là khi ở trong đại chúng, mình phải tu cho mình trước, chứ không phải mình mời đại chúng tu. Khi mình đến trong một đại chúng mình tu học là mình phải tu cho mình trước, chứ không phải mình kêu đại chúng tu. Nếu như mỗi một người tự lực, tự thân, cố gắng tự tu bản thân mình, đại chúng của mình sẽ hoàn thiện. Nếu như mỗi một người trong đại chúng đều hướng ra ngoài, người này hướng đất người kia phải tu, người kia hướng đất người này phải tu, mà không ai hướng đất tự thân phải tu, thì đại chúng nó loạn lên. Thành ra cái việc ở trong đại chúng, tu tập trong đại chúng là một cơ hội tuyệt vời, tuyệt vời cho sự tu hành của mình.
tuyệt vời lắm. Chính trong cái chỗ mình bực bội với ông A, mình khó chịu với bà B, mình tức giận cái cô C này, chính trong cái chỗ bực bội sân hận đối với A B C D của mình, ngay cái chỗ đó là chỗ mình nhìn lại mình biết tâm của mình nó như thế nào, nó còn hướng ngoại như thế nào, nó còn dương mắt bên ngoài như thế nào, nó còn khó chịu, nó còn chật hẹp như thế nào, nó không đủ cái lượng để tiếp nhận ông A và B và C này. Vì sao? Vì cái lượng của nó nhỏ hơn ông A và B, cho nên nó không thể chịu đựng được ông A và B. Nhưng nếu cái lượng của nó, cái lượng của nó, ta nói tâm lượng của chúng ta hiểu hay không, nếu cái tâm lượng của mình đó nó rộng hơn ông A và B thì nó sẽ chấp nhận được ông A và B. Nhưng nếu cái tâm lượng của mình đó nó hẹp hơn ông A và B thì nó sẽ khó chịu với ông A và B. Thành ra mỗi khi mình bực bội với ai, mình không chịu với ai, cẩn thận à. Cẩn thận nhiều khi cái tâm mình nó còn tệ hơn cái tâm người đó. Cái dung lượng trong cái tâm mình, cái độ rộng lượng trong cái tâm của mình nó còn hẹp hơn cái tâm của người đó. Mình nói người đó là cái người hẹp hòi, ích kỷ, xấu xa. Nhưng cẩn thận đó, tâm lượng của mình hẹp hơn tâm người đó, thành ra mình không chịu đựng nổi cái sự hẹp hòi, ích kỷ, xấu xa của người đó. Còn nếu tâm lượng của mình rộng hơn người đó, mình nói, ồ, tội nghiệp quá. Người đó cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, xấu xa như vậy, sống khổ lắm. Sống khổ lắm. Người ta ghét, người ta không ưa. Mình ra thấy nhiều, mình thấy tội nghiệp, mình thấy thương. Khi mà mình có một cái tâm, mình nhìn một người mà mình nói được cái điều đó, thì mình phải hiểu rằng tâm mình rộng hơn cái tâm người đó. Còn khi đối trước một người đó mình bực bội quá, cô này tính tình vậy, ông này tính tình kia, thầy nọ tính tình khác, mình bực bội quá, mình hiểu rằng tâm mình không bao dung được cái tâm đó. Cẩn thận, nhiều khi mình bực bội, mình sân hận với người ta, mình chê người ta về khác, như vậy cái tâm của mình, cái tâm của mình nó tại một tâm của người ta. Đây là cái chỗ mình phải cẩn trọng. Thành ra cái môi trường tu tập trong đại chúng hay lắm, hay lắm, hay lắm. Không phải đi tu cái là mình muốn tìm chỗ tách riêng ra nhập thất mình liền, không phải như vậy, không phải như vậy. Mà thời gian đầu trong sự tu phải ở trong chúng, rồi mình coi cái tâm lậu quật của mình nó cục cựa, nó cựa quậy, nó nhúc nhích, nó khó chịu, nó bực bội như thế nào. Và chính những cái đó mình mới thấy được cái tập khí, cái lậu quật ở trong đó là như thế nào. Rồi ngay trong cái chỗ đó đó mình nhiếp phục, mình khắc phục, mình điều phục, mình chế ngự, mình diệt tận hết tất cả những cái điều đó. Mình bắt nó phải chấp nhận, phải học hai chữ chấp nhận. Mình bắt nó phải học hai chữ bao dung. Mình bắt nó phải học hai chữ rộng lượng. Mình bắt cái tâm này nó phải học hai cái chữ cảm thông. Ở trong đại chúng là một cơ hội để mình thực tập, mà mình bắt cái tâm này nó học được nhiều cái điều tốt đẹp lắm. Một người khác tu tập á, ở trong đại chúng mình này học được nhiều cái lắm. Một người không khác tu tập ở trong đại chúng á, mình sẽ bị gì chết bởi cái tâm vô minh, si ác, ích kỷ, hẹp hòi của mình. Thành ra môi trường ở trong đại chúng là một môi trường tu tuyệt diệu, tuyệt diệu. Thành ra mình ở trong đại chúng mình phải dạy trước, mình cái đầu của mình phải dạy trước, phải dạy nó trước. Đến chùa phải làm gì? Giống như người cha dạy đứa con vậy đó. Đi đến trường gặp cô giáo phải thưa, chơi với bạn bè không được đánh lộn, phải biết nhường nhịn bạn bè,
học hành phải đàng hoàng, không được nói chuyện trong giờ học, cô dạy phải lắng nghe. Nên là mình dạy con mình thì cũng giống như vậy. Khi mình đi đến chùa, mình phải dạy cái tâm của mình phải làm cái gì khi đi đến chùa, chứ không phải là ngoài nhà vô chùa lỡ là tu tập là được, không phải. Phải dạy nó trước tình đi tình tỉ, phải làm cái gì, tiếp xúc với mọi người phải hành xử ra sao, tập cái tâm như thế nào khi giao tiếp với mọi người, phải kính lễ mọi người như thế nào, gặp công việc là phải biết nhào vô làm, sẵn sàng làm công việc, nhưng vẫn phải biết sự tu hành, vẫn phải tập trung vào trong sự tu hành. Giờ nào làm công việc trong chùa là làm, giờ nào tu là phải tu, gặp mọi người cư xử phải bằng cái lòng hòa ái, sẵn sàng khiêm cung nhún nhường, đầu của mình luôn sẵn sàng cúi xuống đất, sẵn sàng dập đầu dưới chân của người khác, dạy mình dạy cái đầu gối của mình luôn sẵn sàng quỳ xuống dưới chân của người khác, không có được phép cao ngạo nghe chưa, không có được phép đứng mà nói song song nghe chưa, không có được phép ngẩng đầu lên mà cứng đầu cứng cổ nghe chưa, mà tâm phải ngoan ngoãn tiếp xúc. Người ta tính tình có người dày người khác, phải biết chấp nhận, phải biết chấp nhận, phải biết thông cảm, phải biết yêu thương, mà coi chừng mình còn đáng thương hơn người đó. Cho nên phải dạy mình, phải dạy cái tâm này từng ly từng tí. Khi đến chùa là phải như thế nào, tu tập như thế nào, giới hạnh như thế nào, chừng mực trong lời nói như thế nào, chừng mực trong giao tiếp như thế nào, gặp người nam, gặp người nữ, tiếp xúc với nhau phải giữ khoảng cách như thế nào. Tất cả đều phải được mình xác định, dẫn dắt tâm ý của mình, xác định cách hành xử của mình, phải xác định cho rõ, khẳng định cho rõ như vậy. Nếu mà mình đi đến chùa mà mình không biết cách hướng dẫn cái tâm của mình, dạy dỗ tâm của mình, không biết cách hướng dẫn thì mình vô chùa ở một thời gian mình chán à. Mình vô chùa ở một thời gian cái mình trở nên sao? Cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó nói. Vô chùa ở một thời gian cái mình xem thường thầy, xem thường cô, xem thường bạn đạo. Vô chùa ở một thời gian cái bắt đầu sao mình buông lung, phóng dật, giải đại, không xác định được nữa. Thành ra mình phải tự xác định với mình, mình tu cho mình, không phải mình tu cho ai. Thành ra mỗi đều quay lại nhận diện tự thân của mình, và tất cả những cái cảnh xung quanh để làm gì, để mình xem trong tự thân mình những cái tập khí của mình nó ló ra là cái gì, đối với xuất cảnh nó ló ra là cái gì. Ngay cái chỗ đó mình chặt thẳng tay và dùng tất cả mọi phương pháp để diệt phục nó, để khuất phục cái thân này, không cho nó làm thế mình muốn. Phải xác định như vậy đó. Đi đến chùa là sẵn sàng vô toilet làm vệ sinh cái toilet chùa sạch sẽ, ai làm nhơ làm bẩn ở trong đó, nhưng mình phải đi làm vệ sinh trong đó, thấy cái gì dơ bẩn phải đi dọn dẹp. Thật sự con đến chùa là con thích làm những việc đó. Cái chỗ nào nhơ bẩn người ta không muốn làm, không thích làm, mình sẽ đi làm. Toilet dơ bẩn người ta không thích làm, mình sẽ đi làm. Bếp núc dơ bẩn người ta không thích làm, mình sẽ đi làm. Những công việc gì mà mình có khả năng làm, đủ sức lực làm mình sẽ đi làm. Nhưng dĩ nhiên là làm thì sẽ có một cái giờ để mà làm, và mình phải có những cái giờ giúp cho mình tu hành ổn định, chứ cũng phải là làm không. Nó phải có một sự quân bình, một sự điều hòa quan trọng. Và trong khi làm vẫn phải nhớ là mình làm đây cũng là một sự tu, chứ không phải làm việc là không phải tu. Thời gian làm việc trong đại chúng
vẫn là một cái sự tu tập, chứ không phải mình làm cho qua loa, làm cho hết giờ rồi đến giờ tu tập của mình khi đó mình mới tu, nó cũng không phải như vậy. Mà cái giờ nào cũng xem là cái giờ tu của mình. Khi mình đi xuống bếp, mình nói chuyện với lại bạn đạo trong bếp, cũng phải cẩn thận cái lời nói của mình. Lời mình nói ra lúc đó cũng là một sự tu, chứ không phải là không phải tu. Không phải giờ mình đi xuống bếp là mình nói chuyện xàm xàm, mình nói chuyện lãm nhảm, mình nói chuyện linh tinh, rồi mình nói là giờ này không phải giờ tu tu. Đi xuống bếp làm cái gì, nói chuyện với ai đó vẫn là cái giờ tu, nó vẫn là cái giờ tu. Tu trong mọi lúc, tu trong mọi nơi mà. Khi đi xuống bếp phải kiểm soát thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Có hôn mê không? Có tác loạn không? Có buông lung phóng dật không? Chứ không phải đi xuống bếp rồi ngồi bắt đầu bà tám à, ngồi nói chuyện nhảm à, nói chuyện linh tinh à, không phải vậy. Nếu mỗi một người trong chúng ta có một ý thức rõ ràng trong sự tu, thì bất cứ nơi nào trong ngôi chùa của chúng ta đều là cái nơi tu, đều là cái nơi của những người tu đang họp mặt. Thành ra làm sao mỗi một người trong chúng ta phải cố gắng tự tu tập, tự tu tập. Đầu tiên hết là phải tu tập cái tự thân mình. Người này vậy, người kia người khác có thể làm cho mình khó chịu. Nhưng tại sao mình khó chịu? Khó chịu chi vậy? Mình còn tham sân si, còn những cái tập khí bất thiện, mình mới lên đây để tu mà. Thì người ta cũng còn những cái bất thiện, đó là chuyện bình thường thôi. Bây giờ tập nè, bây giờ thấy khó chịu mà xong như vậy là không được rồi. Không có lý do gì được phép khó chịu hết. Người ta có làm cái gì đi chăng nữa, mình chưa chắc là đúng sai đâu. Chưa chắc cái nhận, cái hiểu của mình trong vấn đề đó là làm mình đúng đâu. Chưa chắc. Cho nên thôi đừng có nhận diện người ta đúng sai nữa. Quay về coi là mình, mình khởi lên cái bực bội, cái khó chịu với người, tức là nhiên là sao, là mình đã thọ nhận cảnh rồi. Mình đã thọ nhận cảnh rồi. Tất nhiên là cái sắc pháp đó, cái sắc quẩn đó đã đi vào cái tự thân của mình, chi phối thân tâm của mình. Thọ tưởng hành ở trong mình đã tiếp nhận cái sắc quẩn đó rồi. Mà bây giờ nó hoạt động đó, bây giờ nó bực bội đó, bây giờ nó dày khác đó. Nó rồi lại thọ nhận nữa rồi. Ở ngoài thì để cho ở ngoài đi. Tại sao mà lôi vô trong nội tâm này rồi bây giờ bực bội dày khác làm chi? Phải không ạ? Người vật đó là cái ở ngoài mà, dính dấp gì đến mình đâu. Cái thân hành này mình còn chưa kiểm soát được mà, cái khẩu hành này mình còn chưa kiểm soát được mà, sao mình lại là lôi thêm cái thân hành, cái khẩu hành ở phía bên ngoài vào trong tự thân này để mà làm cho mình khó chịu, bực bội, sân hận. Rác bẩn ở trong tự thân này chưa có đầy đủ như sao? Dục ái tồn dư ở trong tự thân này, sân si tồn dư ở trong tự thân này, chiến đấu chưa có mệt mỏi hay sao? Lại đi kiếm thêm nữa. Phải không ạ? Rác ở trong nhà dọn dẹp là đã gần chết rồi. Rác cũ thôi, dọn dẹp là đã gần chết rồi. Mà bây giờ thấy nghe cái gì phía bên ngoài, cái là đưa vào, thấy nghe cái gì của mình, đưa vào phân tích đúng sai thương ghét. Mình phải tắt ý như vậy. Hãy mình thấy bên trong mình, thấy nghe cái gì mà nó động đậy, cái mình phải nhìn chung nó rồi, dính nữa rồi. Dính hoài, biết chừng nào mày mới hết dính tay, mới tao khổ, mày mới hóa tao lại mày nha. Của người ta làm sao mày làm ơn để nguyên như vậy đi. Mình đừng có lôi vào trong đây rồi mày phân tích đúng sai nha. Thành ra hãy mà mình thấy mình nghe cái gì đó mà mình dính mắt là nhìn vô. Dính nữa, dính hoài, dính vô lượng năm rồi, bây giờ vẫn dính. Mà dính hoài như vậy được cái gì đâu,
À, ta lại ngươi, trời ơi, làm ơn đừng dính nó được hay không? Ta khổ đủ rồi, ta dính mắc đủ rồi. Đủ rồi, khổ lắm rồi. Mình làm ơn mình đừng có lôi mấy cái bên ngoài vào bên trong nữa được. Ta lại ngươi, ta quỳ xuống dập đầu lại ngươi, lại ngươi. Đừng có thọ nữa, mày đừng có thọ nữa. Cái gì cũng thọ, thấy cũng thọ, nghe cũng thọ. Sắc thanh hương vị xúc phiên ngoại, cái gì cũng thọ. Cái gì cũng đưa vào trong tử thân này, rồi dính mắc, rồi sân hận, rồi hơn thua. Rồi làm cho cái đại chúng loạn lên hết, mệt mỏi hết. Thành ra nếu mỗi một người tự quay về an trú trong tự thân mình, nuôi dưỡng cái trí tuệ về tự thân mình, an trú trong thân tâm mình, quan sát thân tâm mình, tu tập thân tâm mình, đại chúng của mình sẽ trở thành một đại chúng thanh tịnh, trong sạch, vững mạnh. Còn nếu mà cứ hướng ra ngoài mà góp ý với nhau, góp ý hoài, cuối cùng ra gì hết. Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình. Không có nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp. Dùng cái sự quan sát ngũ uẩn, quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm, quan sát pháp, làm cái chỗ nương tựa của mình, làm cái ngọn đèn để nội soi cái thân tâm của mình. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng cái sự quan sát thân thọ tâm pháp này làm cái ngọn đèn trí tuệ cho chính mình. Chính cái sự quan sát thân thọ tâm pháp này là cái nơi sanh khởi cái ngọn đèn trí tuệ cho tự thân mình. Dùng chánh pháp là ngọn đèn, dùng cái trí tuệ quan sát thân thọ tâm pháp này để làm sanh khởi cái ngọn đèn trí tuệ ở trong tự thân của mình. Đó là ý nghĩa của câu dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Dùng cái trí tuệ quan sát để thân thọ tâm pháp này làm cái chỗ nương tựa, làm cái chỗ an trú cho cái nội tâm này. Không cho cái nội tâm này nó hướng ngoại, nó hướng ra ngoài, nó quan sát cái phía bên ngoài, mà nó phải quan sát thân thọ tâm pháp này. Đó là dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Phải nương tựa vào trong cái sự quan sát thân thọ tâm pháp này. Phải an trú tâm trong cái sự quan sát thân thọ tâm pháp này. Không có nương tựa một điều gì khác. Không có dựa dẫm vào trong một điều gì khác. Mà phải quay về, phải nương tựa vào trong cái tuệ quán sát thân thọ tâm pháp này để sanh khởi trí tuệ về tự thân, để làm chủ tự thân, để nhiếp phục thân tâm này, để làm sanh khởi được ngọn đèn trí tuệ trong tự thân này.
Khi mỗi một người trong đại chúng của chúng ta đều quay về nương tựa trong chánh pháp, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, thì khi đó đại chúng của chúng ta là thánh chúng, là thánh chúng. Là một hội chúng tinh ba, là một hội chúng cao thượng, là một hội chúng trong sạch. Còn khi mà đại chúng chúng ta không có biết dùng chánh pháp làm cái ngọn đèn cho chính mình, không có biết quay về quán sát, an trú tâm mình ở trong cái sự quán chiếu về tự thân này, không có nhiếp phục tự thân mà cứ lo đi nhiếp phục phía bên ngoài, không có giảng dạy tự thân mà cứ lo đi giảng dạy phía bên ngoài, không có biết giáo dục tự thân mà cứ lo đi giáo dục phía bên ngoài. Thì khi đại chúng như vậy sẽ là một đại chúng cặn bã, rác rưởi, tanh hôi, đầy những khẩu chiến, đầy những hiềm hận, đầy những sân hận, đầy những tức giận, đầy những hơn thua. Nên trong sự tu tập này, mỗi một người phải lo tu tập tự thân mình. Mỗi một người phải lo tu tập tự thân mình, phải vun đắp giới định tuệ trong tự thân mình, phải vun đắp cái đức hạnh của tự thân mình, vun đắp thiền định trong nội tâm mình, vun đắp trí tuệ trong tự thân mình. Mỗi một người phải lo tự vun đắp tự thân của mình. Mỗi một người phải có một sự an trú vững chắc trong tự thân mình. Đó là điều mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Làm sao mình phải tập con mắt của mình? Ta phải luôn nhìn phía bên trong, quan sát mình, quan sát tự thân của mình, không có quan sát gì khác. Thì đại chúng của mình sẽ đi đến cái sự là hòa đồng, tương thân, tương ái với nhau. Và nếu như trong đại chúng có những ai có những cái lỡ lầm trong lời nói hành động làm cho mình không vui, mình phải biết buông xả, phải biết rộng lượng, phải biết bỏ qua. Luôn chúng ta nhớ lại, tôi nhắc lại câu như này. Đây là cái câu thường hay nói với tự thân con đó. Tức là con thường hay nhắc nhở con là không có bất cứ một lý do gì mình được phép sân hận. Không có bất cứ một lý do gì Đức Phật cho phép mình sân hận. Không vì bất cứ một điều gì mình có thể sân hận. Mà hễ sân là mình đã sai rồi. Mà thật sự như vậy đó. Sai là sao? Có những chuyện con thấy rõ vấn đề đó, đúng sai như thế này, con thấy con khó chịu, con thấy không vui. Nhưng mà con nhìn lại con nói làm sao? Không vui làm sao?
Cái chuyện đó vậy là đúng rồi, nhưng tại sao mình lại đòi hỏi? Mình lại đòi hỏi vấn đề nó diễn theo cái đúng, mình nó không được phép diễn theo cái sai. Khi mình đòi hỏi như vậy là mình đã sai. Và từ khi con dạy con trong con cái câu là hễ sân là sai rồi, thì nhờ trong cái câu này mà bất cứ có điều gì xảy ra mà hãy con có một chút khó chịu, con nhìn vô là con thấy con sai. Vì mình thấy sao mình có cái sự đòi hỏi cái sự việc đó, cái vấn đề đó, cái con người đó phải hành xử theo cái đúng sai mà mình suy nghĩ, theo cái đúng sai mà mình mong muốn, theo cái đúng sai của cuộc đời này. Tại sao mình đòi hỏi chúng ta vậy? Mình không được phép đòi hỏi. Rồi một suy nghĩ, một hành động, một sự việc xảy ra trên cuộc đời này, điều đó có nhân có duyên chứ không phải không nhân không duyên. Tại sao mình lại đòi hỏi sự kiện đó, sự vật đó, con người đó hành xử, hoạt động theo ý mình muốn? Và như vậy có nghĩa là sao? Là trí tuệ của mình chưa có sự thông cảm, chưa có khai mở được trí tuệ, chưa thấy biết được nhân duyên của những cái pháp đó. Tâm mình chưa có rộng lượng, chưa có bao dung. Và mỗi khi con quan sát như vậy, cái quay về thấy sống hổ mình mắc cỡ. Và còn lắm, nhiều lắm những cái vấn đề khi mà sinh hoạt ở thường, ở trong đại chúng, ở luôn trong đại chúng rồi sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Mà tất cả mọi vấn đề là mình phải có một cái nhìn cẩn trọng, tìm hiểu cái nhân duyên đó của mình. Vì sao mình sanh khởi cái sự sân hận, bực bội hay ái liếc vân vân? Rồi ngay cái trong cái chỗ đó mình sẽ có những cái sự tác ý để mình giết phục và khắc phục. Ví dụ như mình tiếp xúc với một người hoài, cái mình sanh ra mình phải bực với lại cái tánh của người đó. Mình biết là người này có cái tánh như vậy nè, và cứ đụng duyên đụng cảnh là họ lòi cái tập khí, cái tánh tình của họ ra. Và bản thân mình thì mình lại không chịu cái tập khí đó, mình lại không chấp nhận được cái tập khí đó. Thành ra cứ gặp, cứ thấy, cứ nghe cái gì đó là mình sân. Thì trong cái trường hợp đó là sao? Cái sân này của mình nó cũng thuộc về tập khí, là một. Thứ hai là nó thuộc về cái chấp kiến, cái thành kiến, cái định kiến cho người ta, là hai. Và cái thứ ba là gì? Là mình không có cái tâm lượng mà rộng lượng, thông cảm đó với người đó. Ở đây trong cái trường hợp như vậy, trước những cái sân như vậy, cái mình học hai chữ tiếp xúc với người ta, vừa nói vừa nghe. Nhưng mà cái ban đầu á là mình phải khai mở một cái trí tuệ trong sáng đối với lại cái vấn đề đó. Mình biết rõ đó là tập khí của người ta là như vậy, cho nên mình không được phép sân hận và không được phép đòi hỏi. Mình phải xác định rõ trong mình một cái trí tuệ rõ ràng như vậy rồi, thì sau đó hãy mà gặp cái là người ta nói gì trong lòng mình niệm câu chấp nhận đi, chấp nhận. Không có đòi hỏi. Tập khí của người ta vậy, người ta phải nói vậy, cái hành xử vậy, giờ đòi hỏi cái gì? Mà sống chung nhau mà không biết chấp nhận thì thôi, sân si hoài làm sao? Rồi sao tu hành? Thành ra khi đó niệm hai câu. Tất nhiên nó không có niệm Phật, niệm Pháp. Mà niệm Pháp hai câu này lúc này là niệm gì? Chấp nhận. Chấp nhận đi, mà có chống đối, có phản đối gì chưa? Chấp nhận. Niệm vậy đó, tự nhiên cũng theo qua. Thành ra cái vấn đề ở đây là trong từ cái góc độ sân hận, dính mắc, dục ác, bản ngã của mình, mình phải biết mình dính ở cái góc độ nào, ở khía cạnh nào, ở mắt xích nào. Phải cho nó rõ ràng cái bệnh đó của mình á, mình cho cái liều thuốc đúng là nó giải được. Mình cho cái liều thuốc không đúng á, tại vì cái liều thuốc ngay cái chỗ này là sao? Tâm của mình không có chấp nhận tánh tình của người ta, thành ra mình sân. Và bây giờ mình dạy, mình trước dạy dỗ cho con hiểu, người ta làm như vậy là có nhân có duyên nha con, tập khí của người ta nhiều đời nhiều kiếp như vậy nha con. Bây giờ con không chịu, con muốn cái gì? Cái tay người ta dơ phía bên mặt mày lại, mình muốn bẻ cái tay mặt nó đi, mày dơ cái tay trái lên hả con? Thấy không? Tất nhiên là mình không có chấp nhận.
Thì sao khi mình đọc rõ cái bệnh của mình là gì, là cái bệnh không có chấp nhận được tập khí của người ta, mà trời ơi tập khí của người ta mà mình lại chấp nhận như không chấp nhận cái gì, phải không ạ? Tập khí của mình là mình chưa có thay đổi được mà rồi muốn chỉ đổi tập khí của người ta, thì trời ơi có thấu cho chăng. Tập khí của mình chưa có chuyển đổi được mà đòi muốn chuyển đổi tập khí của người ta. Thành ra đó là cái vô minh của mình. Đó là cái vô minh của mình. Thành ra đó bắt đầu mình tập mình được điểm cái câu này, chấp nhận. Cái mỗi lần mình gặp cái người đó, thấy nghe gì đó là vừa nói với cái gì đó là ở trong niệm liền. Chấp nhận nha, chấp nhận nha con. Mình dạy nó như vậy đó. Chấp nhận. Tự nhiên cái mình thấy nó chấp nhận. Còn nó đã không chấp nhận mà mình không biết dạy nó phải chấp nhận thì dĩ nhiên là nó không chấp nhận qua đó. Thành ra khi mình kém nhìn thì cái môi trường mình đang sống á, mình thấy là cái nơi rất là tuyệt vời để cho mình tu tập. Và nhớ là mình phải biết tập cái sự chấp nhận nhau, trừ những cái vấn đề gì đó nó quá đáng lắm. Nhưng mà khi đó hãy để vị giáo họ, vị quản chúng người ta nói. Ở nếu cần thiết thì mình có thể trình bày cái vấn đề đó một cách chân chánh đúng pháp với lại vị giáo thọ, vị quản chúng, hoặc là mình có thể một cách là nhẹ nhàng nhưng từ ái chia sẻ. Nhưng trường hợp mình với người đó phải có một cái sự thân tình, còn cái sự gần gũi với nhau thì hãy nói với nhau bằng cái sự thân tình. Còn nếu không thì thôi mình đã tu phần mình đi. Cái cây nội tâm của mình còn đâm xiên, đâm dọc, nghiêng ngả tùm lum hết trơn á, mình lo uống nắng mình trước đi. Mình đừng có lo uống nắng người ta. Thì mỗi một người tự uống nắng mình là sau này chùa của mình tất cả các cây đều ngay thẳng và rất là đẹp.